quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt soi chói nổi lam thiên đền thờ phong nguyệt thu biên. Thank you.
Thank you.
cho quốc thái dân cường, xây cho Nam Việt bốn phương thái hòa, sóng đồng chùa soi tỏ gần xa, xóa cho non nước lò ta bốn mùa, chú xây từ thành thị đến nông thôn. Quạt bát tung tiền, tiền bay như bướm như hoa, bay từ cung cờ bay ra bên mùa dây bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đông dài nhất sang yêu, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa, họ cũng còn ngang khói phục thờ. 30 mộng một ngày mới hôm rằm, 30 mộng một hôm rằm 14 trang tới ly hoài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh níu nô rộn ràng cất tiếng ca vang, nhà quang trời chim hót níu nô tung cánh bay nhảy như chào đón. Mời chú về ngoài ra giang đâm mơ, bộ cho đầu của Chúa Nhất Tâm, chú độ cho người của Chúa Nhất Tâm. Anh như trăng mờ chiếu soi bên đầu, đẹp làm sao chẳng mờ chiếu lúc nên trong đền Chúa đẹp làm sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sư trang đổi đi, hai hoa rào chơi khắp nơi. Thank you.
Chúa về nơi trần thế, chứng cho đồng bắc ghế thành tâm mê. Những ngày vui của sơn âm vui sao vui qua, thú cầm về trông Chúa đẹp như người hằng hà, giang đồng tay múa biển ca, bè bãi dòng xa e a tiếng mưa, tiếng kinh tiếng mát tỏ tường bè bãi dòng xa, dòng mường e thank you.
hỏi thăm cụ mẹ mà vào thank you.
truyền phát chuẩn mở kho, được anh linh thân thu vạn cổ ai lòng thành nghề xa hộ độ cho cầu sao được vậy âm mà nó Phật Ba Đại Xá Từ Bi.
căn cao số lặng, thương ghế chúa căn lặng số cao. Đông già đông trẻ đông đền, cung văn pháp sư hầu cận ký lão cũng thương. Cho thoát quan tiến chức nghi, kẻ thương trường bạn tốt bán buồn, thương người đức hạnh đông thôn, khóc vô chất độc đầy kho. Chúa thì đầy giấy trên kho, hầu hết Chúa lại cho có hồ vơi lại ở đây. Thương ngài phúc lộc tràn đầy, vàng thì nửa sát nát Chúa thù lòng. Rồi chúng con chẳng phải no, nhất tâm một dạ Chúa độ cho một lòng.
phong hoàng phi triều đi, giúp vua lý triều trị quốc thái dân an nên vua ban cai quản cho đường đi. Thank you.
nguyện. Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng, con thỉnh mời chú Bà Đệ nhất đi Tây nước. Thỉnh nhờ Chúa về ngựa trước đi đền chung thành đồng thành kinh cung Thank you.
trong tâm mi niệm chữ từ bi nhất tâm cửa chúa chúa thì tiếp ân khắp ba cõi xa gần nức tiếng ai cũng mong mong nghe được đến ngôi đền thiêng trước là lễ chúa tây thiên sau là vang cảnh thiên nhiên hữu tình
ngày chùa mới ban ra, bốn phương hội họp để đa tháng ngày, ban cho tiền bốn lụa dây, bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đồng dài nhất sáng yêu, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa, họ vũ con đang coi phùng thờ, 30 bồng một ngày mười tư dằm, 30 bồng kép mà đi vào
tôi anh đi lên đền thờ chùa Am Thanh nghe cảnh vắng đủ bốn mùa người đi cầu lòng cầu bình an cây ngọc nan nề xanh tốt như bốn
mọi đường hay giờ việc trong ngoài lầm mờ nỡ trước sau chùa phán rằng đệ tử đừng ngờ nó. Tay tiên múa quạt bằng tiền, đôi tay tiên múa quạt.
chùa mới ban ra, bốn phương hội họp để ca tháng ngày. Bác cho tiền tốt vừa dày, bồng lòng cho lắm về đây càng nhiều. Bác cho họ vũ giải nhất sang yêu, bồng lòng cho nhiều lắm mãi năm xưa. Thanh đầu con ra khói phù thờ, 30 mộng một ngày 14 hôm rằm. 30 mộng một 14 hôm rằm. Yeah.
các nghế đừng no, có căn bốn phủ phải no trình đồng, tam đầu cứu vị thuyền rồng, thoi xanh bè mảng cả rừng sơn trang, thuyền rồng đại mã dâng lên.
kéo tạt nghề thắt buồn chơi vơi. Cảnh tháp bờ nàn thanh tích nập núi đền thờ thanh nghe lịch nhà biết bao sông đà sóng vỗ gì ra. Lại nghỉ vào kiếp mơ đưa
chiếc thuyền rồng rào chơi bên ngọc, dọc sông Đà giao khắp suối khe, từ hàng mi suối rút chúa trèo về. Yeah.
suối vang vang những cô người Thái họ đến đón hái trà. Nghe xa xa, nghe xa xa khen bối người Mèo thổi nhức nai gần người Thái họ bảo nhau xuất sang tập khách hoa đào ai đi đi mẫu sơn trang hòa về ai đi đi mẫu hòa bình trên sơn trang. Nên cao bằng, nên cao bằng có người rừng người thổ xuống bắc hà có cả người sao sơn sang âm khách hoa đào ai đi xuôi du sang chơi chờ bờ chưa mới ban ra tôn phương hồi hoạt đi đã tháng ngày ban cho tiền tôn đua dày vòng lòng cho lắm về đây càng nhiều chưa ban cho họ vũ được dài nhất sang nhiều vòng lòng cho nhiều năm ngoái năm xưa thanh đồng con nhà khói phục thờ 30 vòng một người tư hôm rằm 30 vòng một trông vang trương công ngỡ ngân vang ngô sắn khoai rượu cần uống cho say vui trong lễ hội đầu xuân năm nay. Đôi chân đi chạy hồi bươm trắng bay trên sườn non thank you.
nguyện trước đền đây khói quyền chúng ân cảnh đây đức thực cảnh chân. Cảnh chất cúi xin công chúa nay lâm lâm ngự về độ cho đồng thoát mê cầm giác cho muôn dân bản hạc để đa con dâng khúc cầm ca dâng nghe văn thanh tích y chúa bà lâm khổ đêm ngày nương dân nghi cực khổ đêm ngày mò chai đéo ngọc dâng dâng y đầy màu châu lòng thù hận đâu đâu cũng nổi dân vùng nên đánh y đuổi ngoài bang đường suy quân Nam Hán lại xa tập tâm binh quyền thua ấy ai hơn dẹp quân làm Hán giả đền quốc thống nghĩa sáng sơn tự quy dưới trước ngài đỗ quyết một lộ xuất thân từ họ Vũ Thư Hiên bẩm sinh đất cổ gia viên kiệt sẽ thuộc tài lẫm liệt để ai qua bẩm sinh nhì nhàn sắc nết nà
nam nữ tương, được đặt sai giữ được nước binh mười năm đánh đuổi quân Nam. Lòng cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đông dài nhất.
nhất sang yêu bồng lòng cho nhiều lắm ngoài năm xưa thành đồng đón nhang khói phục thờ 30 mồng 1 ngày 14 giảm 30 mồng 1 14 hôm giảm
quận chúa Vũ Đường, lại bán thêm họ Ngô Vương làm đầu. Khắp Ninh Hải đâu đâu cũng mến bậc quân thần thẹn đền Nam Trang, nối dòng chức Triệu Hiến ngang dạng danh tên tuổi dỡ dàng vũ giá. Vật cùng không biết vì sao nổi cơn như sóng gió ba đào. Phục sự bảng vàng treo thánh thọ phố, bao giờ Lam Triệu cạn khô. Bạch đằng mà hết nước thì danh chúa bà vẫn còn vang. Xuân hoa thanh giang